Hi, xin chào cả nhà. Chào cả mừng cả nhà đến với kênh Su Hào TV của mình nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Các bạn ơi, hôm nay là vợ chồng mình đi qua nhà hàng xóm á. Thấy người ta đang có con gà mà thả vườn rồi các bạn. Gà đây nuôi chắc cả năm trời rồi các bạn. Thành ra nó ốm ốm rồi vậy thôi. Là mình thấy nó ngon quá. Hey, chồng mình mới nói là thôi mua con gà đi về luộc lên ăn rồi sáng review cho các bạn xem luôn nha. Cái món luộc gà thì cái món này rất là đơn giản luôn, thì ai cũng biết ở làm hết rồi, nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây á là luộc gà mà làm sao cho nó không bị cái da nó không có bị nứt ra nha các bạn, nó không có bị nứt cái thịt gà đó đó, mấy cái điều đó là cái bí quyết mà làm sao như thế nào. Thì các bạn muốn biết cái điều đó thì mời các bạn cùng vào bếp với chồng của mình nha. Hôm nay là anh Kim Nam Cu Vơ mới tuyển từ Thái Lan về sẽ làm cái món luộc nhưng mà không bị nứt da nha các bạn, không bị nứt thịt nha. Rồi mời các bạn nha. Thấy các bạn thấy vợ mình có cái gì khác khác nha các bạn. Sao vậy? Mái tóc bữa nay mới cắt tóc nha các bạn. Đẹp không các bạn? Mái tóc nhìn các bạn nhìn thấy đẹp không? Đó, quay vòng là nó. Nhìn có ngầu không các bạn? Thấy bữa nay cả trẻ ra không các bạn? Mình thì mình già quá rồi các bạn, mình 40 tuổi rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình cắt vậy để cho nó trẻ hơn tuổi một chút xíu. Về hát rồi các bạn. 40 rồi đó các bạn. 40 trừ ra 6 nồi bánh chưng ra nha các bạn. Còn 34 nồi bánh chưng nha các bạn. Già quá già rồi các bạn ơi. 34 nồi bánh chưng mà vẫn nhìn như gái 18 nha các bạn. Đó. Ôi. Rồi các bạn cùng theo chân của mình nha. Đi vào làm ạ. Rồi chào các bạn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt cái nồi nước lạnh vô, mình sẽ bỏ cái con gà vô nha các bạn. Bỏ thêm ít muối vô cho nó ra. Bỏ thêm ít muối nữa. Bỏ muối nữa hả bạn? Muối rồi cho nó đậm đà nha các bạn. Rồi bỏ muối gì nha các bạn? Thêm tí nữa. Ít thôi. Ít thôi cho nó mặn sao? Không, đó. Không mặn đâu. Rồi bao nhiêu đây nha các bạn? Bỏ vào. Đủ làm gì nữa bạn? Rồi mình bắt lên luộc là luộc lửa lớn luôn nha các bạn. Cho lửa lớn. Mình cứ luộc lửa lớn lên xong rồi khi nào mà nước nó sôi lên là các bạn giảm lửa lại nha. Giảm lửa lại, mình nấu trong vòng, nếu mà con gà này á mình nấu trong vòng 5 phút thì mình tắt luôn nha các bạn. Tắt xong mình đỡ khoảng 45 phút sau là thịt nó chín vô tới xương rồi nha các bạn. Thường mình luộc mà nó sớm quá là khi đó là thịt gà mình chặt ra xương nó vẫn còn đỏ nha các bạn. Nên là mình luộc, mình đỡ đậy nắp lại trong vòng 45 phút mình mới lấy ra, mình chặt lại nó chín vô tận xương luôn. Đó. Rồi bây giờ cho lửa lớn nha các bạn. Rồi giờ mới đâu mình cho luộc nha các bạn. Rồi đậy nắp lại nha các bạn. Đó bây giờ mời các bạn cùng đợi nha. Ồ các bạn ơi. Ồ các bạn xem này, chồng của mình đó, ông đang đi, bây giờ ông đang đi rào kia, ông cầm cái cưa ông đi làm gì ngoài sân như này các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Bây giờ đây là cơ hội để bữa nay hả, mình sẽ giả cái chén muối ớt cho chút nữa ông chấm gà ông ăn cho ông sừng của mỏ lên nha các bạn. Tại vì hả, ông hay ăn nhất mình lắm mà. Mình ổng là ông ăn cay á hả, ông ăn cay cũng ít ít thôi các bạn, cho ông không ăn cay lắm đâu. Bây giờ mình sẽ troll ổng, mình để ổng ăn cay và sừng của mỏ ông ra luôn nha các bạn, để mình trả thù lại chứ ai biết mấy bữa mình cứ ăn hiếp mình rồi nha các bạn. Rồi nha, bây giờ hả mời các bạn vào bếp với mình hả, để mình giả mua ớt cho các bạn xem nha. Đây.
Đây các bạn thấy chưa? Đây nè, mừng quá nha các bạn. Trời ơi, mình nghĩ tới cái cảm giác mình sung sướng gì đâu á. Mình cho anh chồng mình bữa nay anh ăn mừ quả ớt cho anh trưng cái miệng của anh luôn. Trời ơi, nó sung sướng gì đâu á các bạn. Bây giờ mình giả nha, chuẩn bị mình giả mừ nha các bạn. Trời ơi, cứ mình giả, mỗi lần mình giả tới là mình cảm giác nó sung sướng gì đâu các bạn ơi. Chút nữa anh ăn cảm giác như thế nào các bạn. Mừng quá các bạn ơi. Đây là cái cơ hội của mình. Cơ hội của mình để trả thù các bạn. Ủa cay quá các bạn ơi. Ôi dồi. Cái ớt chỉ thiền này nó cay lắm các bạn. Nên chỉ cần cái hộp ớt mà nó chăn ra đó là rồi. Các bạn xem nè, trời ơi, mừng quả ớt này các bạn. Mình mới giả hay không mà cái mùi ớt nó hắt lên, nó cay quá trời luôn các bạn ơi. Cái đây là cái cảm giác ông chồng mình tới được ăn thì sẽ như thế nào đấy ta. Mình bị chồng chắc chắn luôn nha các bạn. Cảm giác mà tí nữa hả, mình nghĩ tới cái đoạn mà ông ngồi ông cắm gà ông ăn nha. À, sung sướng gì đâu. Vô nó hăng lên tắt trong miệng luôn các bạn ơi, nó cay quá trời luôn. Quá cay. Chết đi vậy. Đó, xin chào tất cả các bạn nha. Sau khi gà mạch luộc nó mình để khoảng cỡ 45 phút này nha các bạn. Da này gà này nó không có nước da nha các bạn. Nghi ngút luôn. Đã các bạn. Đó, giờ chuẩn bị mình đi ra ấy ăn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, các bạn xem nè. Đó, một con gà thơm nức mũi luôn các bạn. Thơm quá trời thơm, đúng là con gà thả vườn rồi các khác. Các bạn xem là đó. Nói chung là luộc vậy là cũng hơi tạm ổn rồi đúng không các bạn? Đấy, các bạn thấy là nó không có nức không? Đó. Đấy, cái thịt nó cũng không có nức rồi các bạn. Đó. Cái vàng đâu, cái da của nó vàng ươm mà ha các bạn. Đó, các bạn thấy ngon chưa? Chín rồi đó, bây giờ là chuẩn bị mời các bạn cùng thưởng thức với hai chồng mình nha. Bây giờ là mình sẽ xé một cái đùi trước để cho thằng con trai của mình nó ăn nha các bạn. Cho nó mới đi học về nó đói quá rồi các bạn ơi. Ta thấy con gà là nó ghiền rồi nè. Thơm quá các bạn ơi. Rồi. Con gà mất cái đùi. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Hôm nay mời các bạn cùng thưởng thức món gà thả vườn nha các bạn. Sau khi mình ăn ấy, wow, mùi ghê á. Mình ấy mình nặng chanh vô nha các bạn. Nặng chanh vô cho nó ấy.
cái đĩa ớt của ông xã đảo hả sao ha, ngon quá đúng không? Wow, con này các bạn. Muối gì bữa nay giờ nó rẻ gì mà ghê vậy các bạn. Còn 10 quả cho mấy các bạn. Chắc ăn lột bao tử quá. Ăn cho nó sưng cái mỏ rồi chơi, chứ ai biết ăn hiếp vợ vậy. Từ nãy nó sưng cái môi trần của dưới. Quá hiếp vợ luôn các bạn. Mày làm cái gì mà sợ mình nó dễ. Mưa và ớt các bạn, ăn chết. Ăn cho sưng cái mỏ rồi luôn. Ô các bạn ơi, đây nè, đây chén nước mắm ớt tỏi đường chanh của mình nè các bạn, rất sạch nè các bạn. Ui ôi, bữa nay mình sẽ ăn thử nha. Gà nãy nước ra luôn nè, bún nước ra luôn á, đẻ luôn. Gà đã tự xịt nước à? Đó. Ngon quá. Cái đuôi mình trao thằng con mình rồi nha các bạn. Còn có một cái. Còn một cái này các bạn. Wow. Đó. Quay tặng cho vợ hả? Vợ là số 1 nè. Số 1 mình, số 2 là mình ăn cái cánh nha các bạn. Ồ cái nước nó ngọt ghê luôn các bạn ơi. Ngon quá trời luôn. Đây mình ăn tại đâu mình cắt tại đấy nha các bạn. Hả? Tại sao? Ăn tại đâu cắt tại đó thôi. À, mình dùng tay mình ăn nha các bạn, chứ dùng bao tay thì khó ăn lắm. Trước khi mình ăn thì mình cũng có rửa tay xà bông Lifebuoy rồi. Đây. An toàn vệ sinh luôn. Rồi mình mời tất cả các bạn này nha. Wow. Mời các bạn nha. Mời các bạn cái đùi gà nha các bạn. Dài quá các bạn ơi. Yeah các bạn. Wow. Ngon. Đi bà luôn. Ai. Mời các bạn nha. Wow, chú cha. Thấy ghê quá. Muối ba. Để bữa nay mà ba sưng cái mồm lên được thôi. Wow. Ok quá các bạn ơi. Các bạn mời các bạn này nha. Wow. Đúng là ngon thiệt. Wow, nó nồng là cây. Cha biết ông xã giúp vợ chị. Giờ giả em nguyên cái ốc cho ông xã biết. Các bạn thấy không, rất là cây quá, cây cây này mới ngon các bạn ơi. Từ giờ rồi em hút giận nha. Đây nha, mời các bạn này nha. Đẹp quá. Xin mời tất cả nè các bạn nè. Thằng đảo á. Cái gà luộc đây mà chấm nước mắm ớt tỏi đường chanh sạch như của mình vậy, ăn cũng rất là ngon đó các bạn. Ngon ghê luôn các bạn ơi. Dài dài lắm các bạn. Dài mà nó mềm mềm ngon hết ra không? Nghĩ sao vợ mình hôm nay mà nó chơi cây luôn. Mình ăn cây luôn cho nó đẻ luôn. Quết quết cho này các bạn. Ui hả? Dài đồng xả đó. Đã luôn. À đẹp quá các bạn ơi, coi này mình bỏ miếng ớt lên nha. Vừa cay vừa ngon các bạn ơi. Mời các bạn này nha. Ôi ba. Công nhận gà ngon ha. Tắm thử nước mắm nha các bạn. Cũng cay. Mời bạn bạn nè. Nước mắm của vợ cũng cay lắm á. Chấm nước mắm thơm á. Nước mắm ớt tỏi đường chanh nè, sạch sạch thôi. Ngon. Thì mình đánh giá chấm mắm nó vẫn ngon hơn các bạn ơi. Ngon hơn muối hả? Nó dậy mùi mà nước mắm thơm lắm.
thường thường là người ta ăn cái muối tiêu chanh đó bà. Ừ, đó. Bữa nay mà mình ăn theo kiểu phu nhân của mình đó, đúng không? Ừ. Nhưng mà thấy vẫn ngon nha. À, cho chấm nước mắm vẫn ngon hơn. Anh bon chèn gớm không? Ừ. Ừ. Ừ, nó chín khi mình luộc mình đỡ đậy nắp lại không? Mình luộc khi nó sôi lên luộc thêm 5 phút nữa nha các bạn. Nếu mà gà tơ thì luộc thêm 5 phút, gà dài dài thì luộc khoảng gỡ 7 phút đến 10 phút là mình tắt lửa, mình đậy nắp lại luôn để cho nó chín á, nó chín vô tơ xương luôn. Khi mình chặt ra, thường ngày xưa người ta chặt luộc gà ăn nhanh á là chặt ra cái xương nó hơi đỏ đỏ rồi chưa chín kỹ á. Ừ. Các bạn làm như kiểu kêu kêu tách của mình đây là chín cho tận xương luôn á. Nó xoài nó như vậy, ta lửa lớn. Ừ. Xoài gà đã xoài lên, xoài lên xong rồi bắt đầu giảm lửa lại để khoảng 5 phút à, đối với gà còn tơ à. Đối với gà già thì mình đỡ 10 phút à. Sau đó là mình tắt bếp đi, mình đậy nắp lại để khoảng 45 phút là nó tự hầm, nó tự chín, không phải không có bị nứt cái thịt ra các bạn. Ừ. Ngon chết. Các bạn nói luộc lâu nó ra nước không phải đâu, khi mình tắt nước nó hầm á, nó nóng nó hầm, nó chín len vô trong xương luôn. Các bạn thấy không, xương nó không có đỏ, rùi quá các bạn ơi. Ừ. mùa rùi à. Ừ. Cái gì con bi với con nô nó thấy mình ăn mình cứ đang ngồi là chóng nóc à. Người tắm nước mắm vẫn thơm không? Ngon hơn ăn muối à? Ừ. Hay là muối cay quá? Muối vợ dẻ gì mà cay dữ vậy? Mấy quả ớt vậy vợ? Có 10 quả cho mấy. Wow! 10 quả luôn. Có 10 quả cho mấy. Ngày nào nó cay quá các bạn ơi, ăn nó cũng... Nó cay quá nó ăn cũng không ngon ha. Ừ. Nó vừa đủ cay là được. Ừ. Cay quá cay. Mà sao bên Thái Lan người ta ăn cay dữ ta? Ăn cay mà ăn cay nhiều quá nó mất cái khẩu vị. Mình không có biết cái vị ngon của cái gà nữa ha. Đúng không? Người ngon thích ăn hả? Nói chung là cái gì mà cũng ăn cũng vừa vừa. Đây nè, chấm đây nè. Đó, quất cái ớt lên. Cái nước luộc gà mình tận dụng mình nấu cháo mình ăn. Đúng rồi. Ngon. Rồi. Đây đang chạy đây rồi. Ái, giờ một miếng này nó bị đá rồi. Ui. Ngon. Trời ơi, nước nó chảy đã luôn á các bạn. Cái nước ngọt ghê luôn. Hút nước. Đó, ăn gà em, các bạn xí vậy nè, mới ngon rồi các bạn. Đó. Gà mà còn nóng á, xé ra rồi ăn. Đó. Mời các bạn nha. Đó, mời các bạn ăn nè. Ờ. Xin mời tất cả các bạn này nha. Qua wow, lươn nè. Nóng.
Wow, ok. Ngon. Ok mà nó vẫn nước mắm nó vẫn ngon hơn các bạn. Nói chung là ăn cái gà đây ăn chấm với nước mắm rất là ngon. À, nước mắm vẫn thích hơn các bạn ơi. Nước mắm đường chanh này các bạn. Ớt tỏi đường chanh. Đúng không? Thật sạch thôi nha. Đừng có chớ nước mắm. Đang cay, ăn nha nó cay luôn. Xéo không? Đừng có chớ nước mắm. Xin mời tất cả các bạn nha. Chớ nước mắm vừa nó sẽ mặn á, nó dở. Đúng muối vợ không có bá bột ngọt đúng không? Không. À hay nè, mặn quá. Mặn. Ừ. Muối dẻ phải bá chút bột ngọt á. Khoan chút nữa. Nó ngọt ngọt nó dở được. Chấm mặn quá mất ngon. Nhà mình đâu có mua bột ngọt đâu. Ừ. Hết bột ngọt à. Thật bá ai chỉ ngon được. Ừ, bá ai chỉ ngon rồi nó mặn chứ ba. Không, không mặn. Các bạn, wow, miếng thịt đã không? À, ăn xong chưa con? Có ăn xong chưa? Ăn thêm không? Chị không chỗ nắm ăn ơi, quá ơi. Nè. Ờ. Con ăn hết đi. Ăn hết cái đùi gà đi con. Ngon thiệt. Còn mình ăn hết đuôi gà, còn mình ăn hết con gà rồi nha các bạn. Xin mời tất cả các bạn đây nha. Nói có một con gà đen gà tơ các bạn. Ừ. Nóng nhỏ. Mình luộc 5 phút thôi. Nó còn nhỏ cho nó không có được to lắm. Mà gà Thảo Vườn là người ta nuôi lâu lắm. Nó mới lớn. Thả nó ăn gì nó ăn á. Đó. Các bạn thấy cái miệng mình sưng lên chưa? Để mình cảm giác nó cay quá các bạn ơi. Wow, các bạn thấy tiếng muối nè. Cay không? Để mình thấy cay lắm á. Ai biểu? Wow. Vậy từ giờ đừng ăn hiếp là giờ nữa nha. Nha sao? Ý bố phải thương cho sao rồi ghét. Đừng ăn hiếp vợ nữa nha. Bố thương vợ nhất luôn á. Xin mời tất cả bạn nè. Ăn hiếp vợ là bữa sau á vợ à. Bữa nay vợ giả 10 trái thôi. Ừ. Bữa sau vợ giả 20 trái luôn nha. Trẻ nửa ký ớt luôn rồi. Ăn đánh lọt bao tử luôn. Xin mời tất cả các bạn. Đã quá. Gà để thịt ít. Mà xương nó nhiều. Mẹ ăn cái bụng đấy. Ăn cái lượng này nó mới nhiều thịt nào. À, đó, mình ăn cái lượng mình thích ăn nhiều thịt cho các bạn. Ít thịt quá nó ngon. Ngon. Đi bài luôn á. Nó bộ mình ăn hết con gà rồi ba. Ăn ngon, ăn hết luôn. Đó. Lạ quá các bạn. Quá thịt bạc. Mình thích chấm nước mắm. Muối vợ mình làm dở các bạn. Cay mà dở quá.
cay mà mặn quá. Vậy có chén nước mắm của vợ là ngon nhất thôi. Ôi, vợ ăn ở đây hả? Ừ, à. Ngon bụng no rồi nè. Anh vậy chắc tăng cân quá. Ăn cân quả béo rồi, sức luôn luôn nha. Quên nó heo cũng có giá mà. Rồi mời mời các bạn nha. Heo có giá mà vợ thì không có giá kìa. Vợ thì vô giá. Không phải là có giá mà vô giá đúng không? Ừ. Hết thịt đâu các bạn, giờ còn xương không à. Wow, mình ăn tổng kết miếng đây nữa mình cũng no các bạn ơi. Là miếng ớt cay nữa là mình nghĩ nha các bạn. Anh rửa bạc tay dữ vậy. Giờ nào wow. Vậy thôi vợ chồng mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái video của mình nha. Các bạn thấy cái video của mình hay thì nhớ cho mình ủng hộ cho mình một lượt đăng ký kênh miễn phí nha các bạn. Và nhớ like và chia sẻ cái kênh Su Hào TV để mọi người cùng biết đến cái kênh Su Hào TV của mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Mình xin chào tất cả các bạn. Bye bye.